Bác ơi, cá bên đấy cháu không bán đâu. Bác xem cá bên này nhá. Mà mồm bác bị làm sao đấy ạ? Bác có cần cháu giúp gì không? Ôi, cá của tôi đâu? Đấy là bà ta lấy của mình à? May quá, lấy lại là cá rồi. Này cô kia, bác kia, bác đứng lại đây, bác trả cá lại cho tôi. Này, cá nào? Bác giấu con cá của tôi ở trong mồm không? Tôi biết thừa. Mồm nào? Này, đấy, nhìn thấy chưa? Có con cá nào ở trong mồm không mà cậu dám đổ điêu cho tôi là ăn trong cá của cậu hả? Này, lúc nay tôi vẫn thấy bác phồng mồm trợn mép lên. Này, bác giấu con cá trong mồm thì tôi biết rồi. Này, mắt nào của cậu nhìn thấy tay tôi bóc cá của cậu để giấu đi hả? Mà cậu đổ cho tôi ăn cắp. Con cá của tôi vẫn ở trong bể rất bình thường. Từ lúc mà bác cúi xuống bác xem là con cá biến mất luôn. Này, không bác lấy thì ai lấy? Này, đấy là ấy, tôi cúi xuống để tôi xem con cá. Chứ ấy, cậu có bắt được tận tay tôi là lấy con cá của cậu không mà cậu đổ cho tôi thế? Bây giờ nhá, cậu còn đổ cho tôi một lần nữa nhá, tôi sẽ la làng lên nhá, là cậu bắt đặt người già nhá. Ôi làng nước ơi, bắt đặt người già đây này, làng nước này. Bác đúng là kiểu người vừa ăn cắp vừa la làng đấy. Mà này, tôi nhìn bác thấy quen lắm. Alo, cô chủ ạ. Dạ vâng, tôi đang đưa Jessica nó đi tắm nắng cô chủ ạ. Cô chủ cứ yên tâm, tôi sẽ canh đúng 15 phút. Vâng ạ. Vâng, chào cô chủ. Là suốt ngày quy định nọ với quy định kia, canh nọ canh kia, giờ nọ giờ kia. Đúng là cái lũ nhà giàu, rảnh rỗi thì sinh đông nổi hết. Nào, bây giờ thì đi tắm nắng nhá. Cô ơi, con cá này của cô à? Đúng rồi, sao thế? À, cháu thấy đẹp quá, cháu đang định hỏi là cô có bán lại không? Cô bán cho cháu. Ôi giời ơi, cậu ra chợ mà mua thiếu gì, chứ mua cái con cá ghẻ này làm cái gì? Cô nói thế hình như có vẻ là cô không thích nó, không thích chăm nó đúng không ạ? Ôi dào ơi, tôi ghét nó còn chả hết nữa là yêu với đương cái gì? Cháu bảo này, thế hay là cô bán lại cho cháu đi, cháu mua với giá 5 triệu. Cái gì? 5 triệu á? Vâng. Cậu đùa tôi đấy à? À, thú thật với cô là cháu là một nhà sưu tầm cá. Cháu là cháu cực kỳ thích những con cá đẹp, đặc biệt là những con như thế này này. Mà con này cháu lại cũng chưa có trong bộ sưu tập nên là cháu muốn mua. Cháu bảo, ở ngoài đầu ngõ là cái chỗ mà cháu trưng bày cá, cô có thể đi ra đấy xem, vô vàn cá đẹp luôn. Thằng này bị mất trí rồi, có mỗi con cá vàng mà nó trả tận 5 triệu. Giờ mình bán cho nó vừa được tiền, vừa đất phải chăm cá nữa. Nhàn thân bao nhiêu. Thôi thì tôi bán cho cậu đấy. Thú thật với cậu là tôi ý, thì tôi cũng tiếc lắm đấy. Thế nhưng mà bây giờ già cả rồi, thân mình chăm còn chưa xong nữa là chăm cá. Thôi thì tôi bán cho cậu đấy, mang về mà chăm. Cháu cảm ơn cô. À, cô cho cháu cái số tài khoản đi. Đây, cậu quét đi. Ấy, cháu chuyển rồi đấy. À, được rồi, thôi cậu đi đi nhá. Cháu cảm ơn ạ. Đúng rồi, bác chính là cái người bán con cá đấy cho tôi. Này, tôi với bác xong việc rồi, mua bán xong, khoản tiền trao cháu múc xong, sao bác phải làm cái trò đấy? Sao bác phải quay lại bác lấy con cá của tôi? Này cái cậu kia, cậu không có bằng chứng ấy thì đừng cứ đổ điêu cho tôi là ăn cắp cá của cậu nhá. Vì tao đã biết được giá trị thật của con cá này rồi nên tao phải lấy lại chứ sao. Bông ơi, con ăn cái bánh này đi. Bánh này là bánh mà con thích nhất đấy. Con không ăn đâu, con muốn Jessica. Thôi rồi Bông ơi, bây giờ Bông nghe mẹ nhá. Bông nín này, Bông không khóc nữa. Bây giờ mẹ cũng đang rất là sốt ruột vì bởi vì mất Jessica đấy. Cô chủ ơi, hay là mình đi ra ngoài chợ ấy, mình mua cho nó một con. Tôi thấy ở ngoài chợ bán nhiều cái loại cá như thế lắm. Không phải đâu bác ạ. Cá đấy không phải là cá ở ngoài chợ mọi người hay bán. Đây là giống cá quý ở tận châu Mỹ, rất là hiếm và đắt tiền. Lại còn là quà sinh nhật mà bố tặng cho Bông nữa. Cái gì?
Đây là cá hiếm mà. Thảo nào thằng danh con đấy bỏ ra 5 triệu để mua, tưởng lãi to, ai ngờ bị bán hớ cho nó rồi. Tôi xin lỗi, tại vì tôi già rồi, chân tay tôi chậm chạp nên là tôi không đuổi theo được cái bọn nó bắt trộm cá đây. Dạ thôi ạ, đấy cũng chỉ là chuyện không may thôi, chứ cũng không phải là lỗi của bác. Con định là sẽ đăng lên mạng treo thưởng 100 triệu cho ai tìm được Jessica. Chắc là sẽ sớm có người tìm được thôi ạ. Cái gì? 100 triệu á? Thôi không khóc nữa. Đúng là bọn nhà giàu, con cá vàng thôi mà cũng bỏ ra 100 triệu. Đã thế, mình phải nhắm cơ hội này cá kiếm mới được. Này, cậu tránh đường ra cho tôi đi về. Nếu mà cậu cứ bám theo tôi ấy, đổ cho tôi ăn trộm ăn cắp con cá của cậu nữa ấy, tôi sẽ báo công an cái tội cậu quấy rối tôi đấy. Quấy? Cô chủ ơi, bà chủ ơi, ra xem tôi mang cái gì về này. Có chuyện gì hả bác? Cô xem, tôi đã tìm được Jessica về rồi đây này. Ồ, Jessica, đúng là Jessica thật này. Chị nhớ em lắm, mẹ đưa cho con. Ồ, đúng là Jessica đây à? Bác tìm thấy ở đâu thế ạ? Ôi dồi ôi, tình cờ tôi đi qua cái hàng cá cảnh ấy, tôi nhìn thấy Jessica. Chắc là cái bọn trộm ấy, nó mang cá đến đây nó bán. Cho nên là tôi phải nói mãi, phải đưa 5 triệu ra ấy. Chủ cửa hàng người ta mới cho tôi chuộc đấy. Bác chuộc 5 triệu ạ? Vâng. Con cảm ơn bác ạ. Thế để ngày mai con ra ngân hàng, con rút tiền 100 triệu về gửi bác và thêm 5 triệu tiền chuộc ngày hôm nay bác nhá. Thôi, không cần đâu. Vì cái này là lỗi của tôi. Nhưng mà nói thật với cô nhá, nếu mà không có tôi ấy mà nhanh chóng chuộc cái Jessica này về ấy thì nó mang sang Trung Quốc nó bán rồi ấy, có tiền có khi cũng chả chuộc được đâu. Thôi, bác không phải ngại đâu ạ. Con rất là rõ ràng, chuyện gì ra chuyện đấy. Đây là công của bác có để con gửi ạ. Thế thì tôi cảm ơn cô nhiều nhá. Tôi ý, là tôi thích nhất cái tính sòng phẳng đấy của cô đấy. Bông ơi, bây giờ hai mẹ con mình vào trong kia xem là em Jessica thế nào nhá. Vâng. Đi. Đây là vali tiền, phần thưởng xứng đáng dành cho bác. Bác xem đi ạ. Dạ vâng ạ. Cô ơi, tại sao lại toàn tiền âm phủ thế này? Cô có nhầm lẫn gì không ạ? Cháu không nhầm đâu ạ. Đây chính xác là vali phần thưởng dành cho những kẻ nói dối. Cháu tin là bác biết những việc mà bác làm. Cô nói gì tôi không hiểu. Lúc mà bác không ở nhà, anh Hùng đã đến và nói hết mọi chuyện. Anh Hùng ơi, anh ra ngoài này đi ạ, không phải nấp nữa đâu. Cháu chào bác. Bác còn nhớ cháu chứ ạ? Cháu mất hơi nhiều công sức để tìm ra được địa chỉ. Hóa ra là bác làm giúp việc ở đây à? Cũng may chị Trang là người hiểu chuyện nên là chịu lắng nghe câu chuyện của cháu đấy. À, cô chủ ơi, tôi nhận ra rồi. Đây chính là cái kẻ bắt cóc Jessica hôm trước ấy, cái hôm mà tôi trông ấy. Cô chủ đừng tin nó, cô chủ phải báo công an đi mới được. Bác có chắc là bác muốn báo công an không? Đấy, ở đây cháu vẫn còn bằng chứng là cháu đã chuyển khoản cho bác 5 triệu. Cô chủ ơi, đừng tin mấy cái kẻ cắp như thế này. Bây giờ chúng nó photoshop mới tài lắm cô chủ ạ. Bác ơi, đến tận bây giờ bác vẫn nói dối cháu được à? Có ai lừa đảo mà photoshop được đúng số tài khoản ngân hàng của bác không? Ngay lúc cháu đăng tin sẽ thưởng 100 triệu dành cho ai tìm được Jessica thì lập tức bác đã tìm được. Lúc đấy cháu đã thấy nghi ngờ rồi. Cháu không nghĩ là vì tiền bác lại lừa dối gia đình cháu. Cô chủ ơi, tôi xin lỗi cô chủ. Tại vì tôi chăm sóc Jessica nó cũng vất vả quá. Với lại cái số tiền đấy quá lớn, thế nên là tôi nổi lòng tham. Tôi xin cô chủ, cô chủ ra cho tôi lần này thôi. Từ lần sau trở đi không bao giờ tôi dám tái phạm nữa đâu ạ. Chị Trang này, thật ra là những người không có chuyên môn về cá để chăm được loại cá này thì đúng là rất mệt đấy. Tôi nghĩ là chị nên thông cảm với bác một chút. Anh Hùng, anh có chuyên môn và hiểu biết về cá, anh có thể hàng ngày đến chăm Jessica hộ tôi được không? Được, tất nhiên là được rồi. Tôi thích nó mà. Còn bác, nể tình bác làm việc ở nhà cháu một thời gian rất là lâu, cháu sẽ bỏ qua cho bác lần này. Nhưng mà cháu cũng sẽ hy vọng là từ lần sau bác sẽ không tái phạm nữa.
Và từ ngày mai bác chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của bác, đó là dọn dẹp nhà cửa. Vâng, tôi cảm ơn cô chủ ạ. Tôi hứa với cô, từ nay trở đi tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Thôi, bác vào nấu cơm đi. Hôm nay cháu mời anh Hùng ở lại nhà mình dùng bữa, để mừng Jessica trở lại ạ. Vâng, để tôi đi ngay đây ạ. Anh Hùng, cảm ơn anh nhá. Không có gì đâu.